chanh. Gọi là hàng quay đầu. Sắp đói việc rồi không? Không thì lại không có công an việc làm. Cuối năm thì nó nhiều việc nhưng mà việc không có tiền thôi. Ai gọi chú Đăng hay ai đây này? Hello. Nghe chưa? Quá rồi chị. Vâng, tôi đã đi nhắc chờ chắc phải lúc nữa em sao. Vâng.